các phương pháp điều trị bệnh background, rồi biết cách sử dụng. Trong đó điều trị nội khoa là chủ yếu thì mình phải nắm được cái sử dụng thuốc kháng giáp tổng hợp cũng như tác dụng phụ và theo dõi là khi nào mình ngừng thuốc như thế nào. Rồi thứ hai tiếp theo nữa đó là biết được các chỉ định phẫu thuật và dùng yếu phóng xạ trong điều trị background, và cuối cùng là nắm được các biến chứng sau phẫu thuật và điều trị yếu phóng xạ. Thì bệnh background còn gọi là bệnh Revesz thì bệnh này á, là do cái tên của ông này ông phát hiện trước của ông Bazzaro, cho nên một số nước ở Mỹ hoặc là châu Âu họ vẫn dùng cái tên là bệnh Revesz. Thì bệnh Bazzaro Revesz là một, đây là một bệnh Bazzaro là bệnh tự miễn và có thường gặp là lứa tuổi là nữ từ 20 đến 50 tuổi, và bệnh Bazzaro là chiếm 80% trong các trường hợp cường giáp. Thì ngoài Bazzaro ra còn một số bệnh như là u tuyến độc tuyến giáp, tức là bướu giáp độc đơn nhân và đa nhân, hoặc là cường giáp do dùng iốt, hoặc là cường giáp ở người có thai trứng, vân vân. Thì đó là các nguyên nhân, thì trong đó nguyên nhân là Bazzaro là chính. Do đó mình trong cái bài này mình điều trị, mình học có điều trị bệnh Bazzaro. Còn những cái bệnh mà cường giáp khác ngoài Bazzaro thì có những cái phương pháp mà điều trị riêng, chẳng hạn như u tuyến độc tuyến giáp hoặc là thai trứng thì mình sẽ có điều trị riêng. Và các em lưu ý rằng một điều là mình phải biết, đó là nếu mà trong bệnh Bazzaro nếu mà không điều trị thì hắn có khả năng tự khỏi 30%, tức là 10 người có độ khoảng 3 người là không chữa gì hết là cũng làm, tại vì nó là bản chất của nó là vậy. Để từ nghĩa bây giờ nói ông lại về cái cơ chế sinh bệnh của bệnh Bazzaro, thì các em biết đây là một bệnh tự miễn thì nó liên quan đến kháng nguyên và kháng thể, mà trong cái bệnh Bazzaro thì có rất nhiều kháng thể. Ví dụ như là kháng thể gì ai biết được, kể hết như cho thầy nghe một số kháng thể trong bệnh Bazzaro. Ví dụ như kháng thể kháng elucidaza, tức là người ta gọi đó là kháng thể anti TBO, tức là anti TBO đó, các em hiểu không? Đó là kháng thể. Rồi có kháng thể kháng thụ thể, kháng thể kháng thyroglobulin. Đó cũng là cái kháng thể trong bệnh Bazzaro mà liên quan đến tuyến giáp. Ngoài ra nó còn có kháng thể liên quan đến bệnh đái tháo đường tiếp 1 nữa, tức là kháng thể kháng tế bào beta. Thì những người mà bệnh Bazzaro này có một số người họ xét nghiệm mà vẫn tìm thấy được kháng thể kháng tế bào beta hoặc là kháng thể kháng thụ thể acetylcholine. Đó cho nên cái bệnh này nó rất là phức tạp, nhưng mà trong đó cái cơ chế chính của nó là ngoài kháng thể kháng peroxidase, kháng thể kháng thyroglobulin ra, thì cái mấu chốt trong cơ chế sinh bệnh học của bệnh Bazzaro đó là kháng thể kháng thụ thể thể kháng, tức là TRAb, tức là thyroid receptor antibody. Thì trong này là nó chiếm tỷ lệ là 75-95%. Như vậy là đây là một bệnh tự miễn, nó sinh ra kháng thể này, thì cái kháng thể này nó sẽ kích thích lên cái thụ thể của tế tháp nằm ở tế bào nang giáp, và nó làm cho tuyến giáp nó tăng hoạt động, tăng sản xuất tế bào tế bào, và cuối cùng gây nên cái gì, gây nên hậu quả đó là nhiễm độc giáp. Đó thì đây là cái hình, các em lưới cái hình mà thầy đang chỉ đây, đây là cái hình xạ hình tuyến giáp, tức là nó ghi lại cái độ tập trung iốt của tuyến giáp đó, thì thấy hình và nó biểu hiện. Thí dụ như mình đo iốt phóng xạ thì mình chỉ biết được cái độ tập trung thôi,
của iốt và bắt giữ iốt vào các thời điểm 1 giờ, 4 giờ, 6 giờ và 24 giờ nó tăng giảm như thế nào để mình đánh giá. Nhưng mà trong cái xạ hình tuyến giáp, tức là gọi là scintilla graphy, thì mình thấy được cái hình thể tuyến giáp trên xạ hình. Đây là cái hình thể của tuyến giáp, nó giống như bên ngoài nó có hình cánh bướm. Đó, nó hai cái hình này là nó tương tự với nhau. Như vậy là những cái thụ thể kháng thể, kháng thụ thể tê giác này nó cứ liên tục, nó kích thích vào tế bào cái thụ thể tê giác của cái tế bào non giáp, dẫn tới là hậu quả là nhiễm một giáp. Và tiếp theo đây là bây giờ mình nói về, mình nắm lại cái chuyển hóa của hormone tuyến giáp và cơ chế tuyến bấy. Thì đầu tiên đó là vùng dưới đồi, vùng dưới đồi là vùng cao nhất, vùng thứ hai đó là vùng tuyến yên thấp hơn, và vùng cuối cùng đó là vùng tuyến đít. Thì vùng dưới đầu nó sẽ tiết ra hormone TRH, tức là hormone kích thích tuyến yên để sản xuất TRH. Thì khi mà TRH này nó tiết ra thì nó sẽ làm cho tuyến yên nó tiết TRH. TRH này nó kích thích ra nhiều thì nó sẽ làm cho tuyến yên tăng tiết TRH. Và khi TRH này nó tăng tiết thì nó sẽ kích thích lên tế bào não giáp sản xuất T3 và T4. Rồi nhưng mà T4 này nó chuyển hóa ra, nó tạo thành T3. Và lưu ý rằng T3 là cái dạng mà tác động lên tế bào thụ thể. Đó. Thì T3 nó tác động lên tế bào thụ thể này và nó gây nên các đáp ứng sinh lý ở mô đích, ví dụ như tim, làm cho tim đập nhanh, tim đập mạnh. Gan thì nó sẽ tăng chuyển hóa, xương thì nó cũng tăng hoạt động để tăng tổng hợp protein hoặc là hệ thần kinh trung ương. Nó làm cho hệ thần kinh trung ương hoạt động, hệ thần kinh trung ương nó làm cho cái bộ não nó phát triển to lên, rồi nó phát triển về chức năng, tức là nó làm phát triển về chức năng trí tuệ và cũng như là chức năng về hình thái, tức là làm cho não bộ nó to lên. Đây là những mô đích là tim, gan, xương và hệ thần kinh trung ương. Bây giờ mình chẩn đoán khi nào mình chẩn đoán, tiêu chuẩn chẩn đoán của Barcelona là gì? Đó là về mặt lâm sàng thì có hội chứng cường giáp. Hội chứng từ cường giáp là biểu hiện ở triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể. Triệu chứng cơ năng thì gồm ví dụ như bệnh nhân ở trên tim mạch đó, thì bệnh nhân hồi hộp, đúng không? Bệnh nhân hồi hộp, mệt ngực, khó thở. Còn biểu hiện ở thần kinh chức năng thì nó biểu hiện bởi là bệnh nhân nói nhiều, khó ngủ, người ở luôn luôn ở trạng thái kích thích. Ở trên thần kinh cơ thì nó gây ra rung tay, rung đầu chi, rung cơ. Rồi teo cơ nữa, teo cơ biểu hiện bởi dấu vết đỏ. Rồi biểu hiện ở tim mạch thì nó làm cho tim đập nhanh, tim đập mạnh, tăng huyết áp tâm thôn nhưng mà không tăng huyết áp tâm trương. Rồi đặc biệt là nó tay chuyển hóa thì nó làm cho thân nhiệt rất là tăng, tức là người nóng. Rồi ăn nhiều, tăng chuyển hóa thì ăn nhiều nhưng mà do biến thành nhiệt hết cho nên người bị gầy sút. Đó là những lâm sàng. Còn ngoài ra một số tác dụng ở đường tiêu hóa, tăng nhu động ruột gây lỏng hoặc là gây rối loạn sinh dục ở nam và nữ. Đó là về mặt lâm sàng. Còn cái dấu hiệu thứ hai trên bướu giáp thì như thế nào? Bướu giáp lớn nhưng mà lớn lan tỏa, tức là nó lớn đều. Nhưng mà cái các anh lưu ý một điều trong ba sáu là nó lớn lan tỏa nhưng mà cái mật độ của bướu là nó mềm, nó chắc, nó mềm nhưng mà nó chắc, à, chứ nó không cứng, à. Và đặc biệt đây là nó có tính chất là bướu mật, cho nên có thể khi mình đặt ống nghe vào thì mình sẽ nghe được tiếng thổi ở thì tâm thu hoặc là tiếng thổi liên tục, tại vì trong bướu giáp này nó tăng sinh mạch máu. Thì trên có thể nói thêm một chút là trên cái bề mặt cái
cái bước mạch này là bữa trước là các em không biết năm ngoái là cái học bài khám tuyến giáp chưa, nhưng mà hình như mấy lớp sau này có một cái bài thêm một cái bài bổ sung đó là khám lâm sàng tuyến giáp, thì cũng thầy cũng hướng dẫn cho các em nghe cái bước mạch như thế nào và ông nghe rồi. Như vậy là lâm sàng là cường giáp, rồi bước tại bướu giáp là các bướu giáp to lan tỏa và có tính chất bướu mạch, có thể có bướu mạch. Rồi ngoài ra là cái biểu hiện chính nữa là ở mắt là có lồi mắt. Lồi mắt này đạt hiện 50% ở Barcelona. Và thường thường là lồi hai mắt. Nhưng mà trong một số trường hợp là cũng có những bệnh nhân bị lồi một mắt còn một mắt bình thường. Đó. Cho nên nó thể bệnh này nó cũng đa dạng. Rồi dấu hiệu đặc trưng nữa đó là phù niêm trước xương dài. Thì cái giải dấu hiệu này là hiếm. Về mặt cận lâm sàng thì có FT4 tăng, FT3 tăng, tế giác giảm. Và đặc biệt là đặc trưng của Basedow đó là có kháng thể kháng tổng thể tế giác này. Tại nó xuất hiện và nó tăng, nó xuất hiện. Bình thường nó không có, TRB này có nhưng mà rất là nhỏ, nhưng mà rất là thấp, nhưng mà bây giờ nó tăng rất là cao và chiếm tỷ lệ 75-95%. Rồi trên cái hình ảnh cận lâm sàng thì trên cái hình ảnh siêu âm tuyến giáp thì do cái hình ảnh là nó tăng sinh đột máu, đó nó mang tính chất bướu mạch, cho nên cái hình ảnh là tăng sinh đột máu biểu hiện bởi một cái đốm lửa. Các em thấy như mà người ta mà nấu lửa đó, thì những cái đốm lửa nó bập bùng một bùng đó, tăng sinh máu. Rồi đó tập trung độ tập trung iốt thì nó có gấp thoát, tức là nó tăng vào các thời điểm 6 giờ và 24 giờ. Rồi bây giờ thì mình nói về các phương pháp điều trị theo hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ, tức là ITI hoặc là AICI, tức là AICI là hiệp hội các nhà nội tiết học lâm sàng, thì có 3 phương pháp điều trị chính, đó là dùng thứ nhất là cái này là theo Mỹ và châu Âu thì điều trị ưu tiên là cái phương pháp iốt phóng xạ, rồi sau đó rồi đến điều trị nội khoa. Và thì trong điều trị nội khoa này chủ yếu là dùng thuốc kháng giáp tổng hợp, và cái phương pháp thứ ba đó là phẫu thuật. Thì tùy theo nước, ví dụ như ở Mỹ á, thì hắn thích dùng cái iốt phóng xạ hơn, họ vừa thích dùng iốt phóng xạ hơn tại vì nó liên quan đến thẩm mỹ và cái điều trị này nó nhẹ nhàng, cho nên người ta thích dùng iốt phóng xạ. Còn kháng giáp tổng hợp và phẫu thuật á, thì thường ở các nước châu Âu và châu Á, ví dụ như Nhật Bản và Hàn Quốc là người ta, hoặc là trong đó có Việt Nam, thì người ta thích cái dùng cái kháng giáp tổng hợp và phẫu thuật. Đó, thì châu Á là trong đó có Việt Nam. Rồi điều trị bệnh Basedow thì như thế nào? Tùy theo bệnh cảnh lâm sàng, tức là tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng là nặng hay là nhẹ. Đó, rồi tuổi tác, tức là người lớn tuổi và người trẻ tuổi thì phải điều trị theo cái cách khác nhau, hoặc là điều trị theo tình trạng kinh tế nữa. Thí dụ như mình điều trị nội khoa, mình thích điều trị nội khoa, nhưng mà điều trị nội khoa thì nó có biến chứng 50%, nó tái phát 50%, cho nên họ nhiều khi liên quan đến kinh tế. Điều trị, thời gian điều trị nội khoa kéo dài từ có thể trên nửa năm, tối thiểu là 6 tháng, cho nên liên quan đến kinh tế nữa, cho nên người ta không thích điều trị nội khoa thì mình phải điều trị phẫu thuật hoặc dùng phóng xạ cho họ một lần là xong. Rồi liên quan đến kích thước bướu, nếu mà bướu lớn thì điều trị nội khoa nó hay tái phát. Rồi liên quan đến thể trạng của bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân gầy hay là mập nữa. Rồi sự dung nạp thuốc cũng như là các tuân thủ của bệnh nhân, tức là bệnh nhân có quyết tâm điều trị hay không. Nếu mà điều trị nội khoa mà bệnh nhân điều trị không đúng, tức là uống thuốc không đều đặn thì có nguy cơ tái phát rất là cao và nó sẽ dễ trở thành cơn ngừng nhập cấp. Bây giờ mình nói về lựa chọn điều trị.
thì trong cái lựa chọn điều trị này tuy nó bị cảnh lâm sàng, tức là nó liên quan đến những cái yếu tố mà thầy nói nhiều nãy, rồi liên quan đến tuổi tác của bệnh nhân. Ví dụ như người trẻ thì người ta thích phẫu thuật hơn, chứ còn người già thì người ta ngại phẫu thuật, đúng không? Tùy theo thể trạng của người, nếu mà gầy ốm quá thì người ta phẫu thuật không được, người ta thích là điều trị nội khoa hơn. Rồi tình trạng kinh tế cũng như là kích thước bướu, nếu mà bướu quá lớn thì điều trị nội khoa thường thường là không hiệu quả, và hay tái phát thì người ta phải điều trị phẫu thuật. Và lưu ý là không có chỉ định nào lý tưởng cho bệnh Basilar, tức là mỗi bệnh nhân có một cách điều trị khác nhau. Bây giờ mình sẽ nói đầu tiên, đó là điều trị nội khoa. Thì dù là phương pháp điều trị nội khoa, ngoại khoa là yếu phóng xạ, thì trước khi mà điều trị yếu phóng xạ hay là điều trị phẫu thuật thì cũng phải điều trị nội khoa trở về bình giáp, rồi mình mới dùng phương pháp phẫu thuật và yếu phóng xạ. Cho nên điều trị nội khoa vẫn là nền tảng trong ba phương pháp. Thì trong điều trị nội khoa, thuốc kháng giáp tổng hợp là thuốc chủ lực. Và lưu ý rằng thuốc lựa chọn hàng đầu tức là metimazole, thì trong hai nhóm đó là nhóm thiouracil và metimazole, thì cái nhóm metimazole này nó ưu tiên. Rồi lưu ý rằng các thuốc, ví dụ như thuốc chặn beta hay là thuốc corticoid chỉ có vai trò hỗ trợ, và thời gian điều trị trong bệnh Basilar điều trị nội khoa này là kéo dài, có thể là kéo dài từ 12 đến 18 tháng, tức là có thể kéo dài từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Thì cái lợi ích của cái thuận lợi của cái điều trị nội khoa này là gì? Đó là bệnh nhân là không bị phẫu thuật, nhưng mà cái nguy cơ tái phát rất là cao, là 30-50, tức là 10 người là có khoảng gần 5 người là bị tái phát. Rồi thứ hai là uống thuốc kéo dài thì tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng lên gan, ảnh hưởng lên mạch cầu. Rồi nhưng mà khi mà điều trị nội khoa này thì nó triệu chứng nó giảm, nhưng mà bướu giáp là vẫn còn, nó có thể nhỏ lại nhưng mà nó vẫn là lớn độ 1A, độ 1B, chứ không bao giờ nó trở về bình thường. Như vậy đã liên quan đến thẩm mỹ. Hai bên giống nhau. Rồi thuốc kháng giáp tổng hợp là các em biết rồi đúng không? Trong ngoái năm trước mình có học có điều trị Basilar, đó là thuốc kháng giáp tổng hợp thì có hai nhóm. Cái thứ hai là ngoài cái thuốc kháng giáp tổng hợp ra thì người ta dùng iốt vô ca, thì trong iốt vô ca đó là lugol giả uống. Và cái tác dụng của iốt vô ca này tức là người ta dựa trên cái hiệu ứng Watt Scott, tức là khi nồng độ iốt vô ca nó cao trong máu, nó đến một cái ngưỡng nào đó có thể gấp 100 lần so với bình thường, thì nó sẽ ức chế toàn bộ hoạt động của tế bào nang giáp, tức là nó ức chế cái quá trình bắt giữ iốt, ức chế quá trình thử iốt, ức chế quá trình hữu cơ hóa iốt và ức chế quá trình giải phóng tế bào tế bóng đi vào trong mao mạch. Do đó người ta dùng lugol để uống, và trong cái điều trị nội khoa bình thường hoặc là trong điều trị đặc biệt là trong cơn gừng giáp cấp thì người ta dùng iốt iốt vô ca này, thì cái lượng tế bào tế bóng nó giảm rất là nhanh. Rồi tác dụng do cái nhiễm độc giáp thì nó tác dụng lên tim, làm cho tim đập nhanh đập mạnh, nó làm tăng huyết áp giai đoạn đầu. Thì người ta dùng thuốc chặn beta để làm giảm bớt các triệu chứng của nhiễm độc giáp. Rồi ngoài ra người ta dùng thêm cái corticoid, không phải là thuốc đặc trị trong bệnh Basilar, cũng là thuốc hỗ trợ. Thì trong cái người giáp cấp hoặc là trong phẫu thuật người ta cũng dùng. Còn người ta dùng vitamin, và đặc biệt là trong những cái người mà bị bệnh mắc mà Basilar thì không nên tiếp xúc với khói thuốc lá, tại vì khói thuốc lá này sẽ làm nặng lên cái bệnh mắc của Basilar. Và đặc biệt là không dùng aspirin,
thuốc hạ sốt, khi bệnh nhân bị sốt thì không được dùng aspirin. Aspirin này nó làm nặng lên cơn tương đường da. Bây giờ mình sẽ đi từng cái. Thứ nhất là Lugol. Lấy liều cao, ức chế sự tổng hợp của hormone giáp cho sau thuốc kháng giáp. Kháng giáp thường thường là trong cái cơn đường giáp cấp thì 1 đến 2 giờ sau khi dùng thuốc kháng giáp tổng hợp thì người ta dùng Lugol. Nó ức chế sự, chủ yếu là nó ức chế sự kích thích tế bào, phần phóng thích tế bào tế bóng của đồng máu. Ngoài ra là khi mà dùng Lugol thì nó sẽ đưa tế bào năng giáp vào trạng thái nghỉ ngơi. Do đó khi mà phẫu thuật, người ta thường thường cho uống Lugol trước một tuần lễ để cho giảm chảy máu trong lúc mổ. Và thuốc này và Lugol có tác dụng ngắn thôi, khoảng 15 ngày. 15 ngày là nó có tác dụng trong khoảng 15 ngày thôi. Và nó thường thường mất tác dụng sau đó. Lưu ý liều tối ưu là 50 đến 100 mg trên ngày. Thì như vậy là nếu mà tính theo cái Lugol 1% á thì người ta cho uống 20 đến 60 giọt, lưu ý là 20 đến 60 giọt. Và người ta dùng có thể chia làm hai lần, lần 20 giọt, lần hoặc là 40 giọt trong một ngày và dùng hai lần. Thì khi mà dùng Lugol này nó có tác dụng phụ gì? Nó có thể làm nổi những cái mảng rash, rồi có thể nó làm tăng tiết nước bọt, có thể làm lở miệng, có thể gây bướu giáp, có thể gây bướu giáp ở thai nhi, ở phụ nữ có thai. Nếu mà phụ nữ có thai này mà dùng cái Lugol này thì nó có thể gây bướu giáp ở trẻ em. Tiếp theo là mình dùng ức chế beta. Ức chế beta thì ngoài có tác dụng lên tim mạch, thì khi mà dùng ức chế beta liều cao thì nó khi mà dùng nó sẽ ức chế cái sự thì chuyển T4 thành T3. Hồi nãy trong cái cơ chế vệ sinh thầy có nói T3 tức là dạng mà tác động lên tế bào đích, như vậy nó làm giảm cái triệu chứng của cường giáp. Và lưu ý khi mà điều trị trong 3 giờ đau này thì giai đoạn đầu mình vừa dùng thuốc kháng giáp tổng hợp, mình vừa dùng thuốc chạm beta để cho nó giảm triệu chứng tim mạch. Sau một thời gian điều trị khi các thuốc kháng giáp tổng hợp nó có tác dụng rồi, khoảng độ 4 tuần về sau thuốc kháng giáp tổng hợp nó có tác dụng, nó sẽ làm giảm các triệu chứng của tim mạch, triệu chứng không hồi phi, thì lúc đó mình sẽ giảm dần cái liều của chạm beta này và sau đó mình cắt, không được là cắt cái răng mà phải dùng giảm liều từ từ. Và thuốc này có tác dụng nhanh nhưng mà ngắn. Tùy theo, ví dụ như mình dùng thuốc chặn người ta chọn lọc hay không chọn lọc. Ví dụ như không chọn lọc là dùng propranolol, còn chọn lọc thì dùng mesoprolol, atenolol, tùy theo và tùy theo cái liều. Ví dụ như là propranolol thì mình có thể dùng 1/4 cho đến 1 viên mà nhân 3 đến 4 lần trong ngày, hoặc là mình dùng 20 cũng được. Mình dùng 20-40 mg hai lần trong ngày tùy theo cái tác dụng lên tim, cái nhiễm độc giáp lên tim và mạch. Rồi chống di lệnh hang phế quản, rác dài tất cả, block dĩ thắt và suy tim. Lưu ý các em lưu ý học tim mạch biết rồi, nên biết rồi. Bây giờ cái quan trọng nhất trong cái điều trị bao giờ đau đó là thuốc kháng giáp tổng hợp. Và thuốc kháng giáp tổng hợp này đó là lựa chọn đầu tiên ở nữ dưới 50 tuổi, ưu tiên ở nữ dưới 50 tuổi ở châu Âu và châu Á. Hồi nãy thầy nói là ở Mỹ là người ta thích cái yếu phóng xạ hơn. Và đặc điểm của thuốc kháng giáp tổng hợp này là nếu mà cường giáp nhẹ, bướu giáp nhỏ và xét nghiệm cái TRB tức là kháng thể kháng thụ thể tế giáp thấp thì cái tỷ lệ khỏi bệnh rất là cao, là một. Với lại cái thứ hai, ví dụ như người lớn tuổi mà
lớn tuổi, tức là và cái thời gian thọ của họ sống thêm đó, tức là ngắn, ví dụ người 70 tuổi hoặc là người 65 tuổi chẳng hạn, thì họ sống thêm 10 hoặc là 15 năm nữa thì mình nên dùng thuốc kháng giáp tổng hợp cho họ. Và đặc biệt là bệnh nhân không thể phẫu thuật được hoặc là không dùng yếu tố xạ được thì mình cũng điều trị nội khoa. Hoặc ví dụ như là bị suy tim nặng không thể phẫu thuật được, hoặc là ung thư giai đoạn cuối thì không được dùng yếu tố xạ. Hoặc là ở những vùng, ở vùng sâu vùng xa, ở vùng sâu vùng xa thì không có phòng mổ, thiếu thiết bị mổ, hoặc là không có những người mà chuyên về mổ tuyến giáp, mình cũng dùng cái thuốc kháng giáp tổng hợp nè. Và ở trẻ em thì cũng có chỉ định dùng thuốc kháng giáp tổng hợp, nhưng mà chỉ dùng ở nhóm methimazole theo cái hiệp hội các nhà nội tiết học lâm sàng Hoa Kỳ hoặc là hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ. Và trong chỉ định là không dùng nạp với thuốc kháng giáp tổng hợp. Thì thường thường trong cái điều trị bao đau thì thường chia ra là hai giai đoạn, đó giai đoạn tấn công và giai đoạn duy trì. Giai đoạn tấn công kéo dài từ 6 cho đến 8 tuần tùy theo bệnh nhân, có thể từ 4 cho đến 6 tuần. Và giai đoạn duy trì thì kéo dài từ 6 đến 12 tháng. Triệu chứng thường thường là cải thiện sau 2 đến 4 tuần, 2 đến 3 tuần, 2 đến 4 tuần. Và khoảng 60% đến 70% là trở về bình giám, nhưng mà cái nguy cơ tái phát là từ 30-50% sau khi dùng thuốc. Đó là đặc điểm của điều trị nội khoa, thuốc kháng giáp tổng hợp. Và trong cái điều trị nội khoa thì nó có hai biến chứng rất là nặng. Đó là biến chứng về giảm mạch cầu hạc cũng như là mất mạch cầu hạc. Giảm mạch cầu hạc thì cái mạch cầu nó dưới 1 hạc, còn mất mạch cầu hạc là khi mà mạch cầu hạc dưới 2 gram thì người ta gọi là mất mạch cầu hạc. Và cái đặc điểm đó là viêm gan nhiễm độc cũng như là vàng da tắc mạch. Thì người ta nhận thấy rằng các nghiên cứu của FDI, tức là dùng PTO, tức là Propionthiouracil, thì 32 ca là trong đó 22 ca người lớn và 10 ca trẻ em thì bị tổn thương gan nặng, là đã đến nỗi người ta dẫn tới suy gan và ghép gan và tử vong. Rồi theo nghiên cứu của Riskip thì tổng cách 36 ca thì có biến chứng nặng do dùng PTO, tức là propionthiouracil, 2 ca tử vong do suy gan, đã được báo cáo Mỹ. Và họ đã cảnh báo về cái tổn thương gan khi sử dụng PTO ở trẻ em và người lớn, do đó người ta thận trọng khi dùng PTO. Mình dùng imidazole thì rất là an toàn và đặc biệt người ta cấm sử dụng PTO cho trẻ em trừ khi mà không có chọn lựa nào khác. Bây giờ mình nói lại các thuốc kháng giáp tổng hợp thì có hai nhóm, đó là nhóm imidazole, tức là trong đó các biệt dược như là trong đó có phân nhóm là methimazole, thì trong đó biệt dược của nó là tirozole hoặc là carbimazole. Thì cái imidazole này là hiện nay là người ta hầu như người ta dùng imidazole trong điều trị bây giờ nào, nó ức chế tổng hợp không phân giáp hầu như các giai đoạn của quá trình mà tổng hợp không phân giáp. Ngoài ra nó có tác dụng phụ là giảm mạch cầu hạc, vàng da tắc mạch và cũng độc tính thiên gan, nhưng mà so với lại PTO thì nó nhẹ hơn. Con bệnh bao giờ đó ở trẻ em và người lớn á, hoặc là phụ nữ có thai ở tâm quán nguyệt 2 và 3 người ta dùng được. Như vậy trong tâm quán nguyệt 2 và 3 thì người ta dùng nhóm imidazole là ok cho trẻ em thì người lớn, phụ nữ có thai dây tâm quán nguyệt 2 và 3 thì người ta dùng nhóm imidazole. Hoặc là trong cân cường giáp cấp, tức là bảo giáp, người ta vẫn dùng được. Rồi cái phân nhóm thứ hai đó là phân nhóm thiouracil, tức là propionthiouracil, thì nó cũng như là tác dụng giống như methimazole, tức là nó ức chế các qua bốn giai đoạn, hầu như ức chế các giai đoạn tổng hợp của con giáp, tức là bốn quá trình, bốn giai đoạn, tức là giai đoạn bắt giữ cũng như giai đoạn thử
ở giai đoạn thử có hóa và giai đoạn không có triốt vào mô mạch. Nhưng mà ngoài ra khi mà dùng T4 mà dùng cái PTO này liều cao thì nó có thêm một tác dụng nữa, đó là nó ức chế chuyển T4 thành T3. Như vậy nó cũng làm giảm cái nhiễm độc giác rất là nhanh. Và lưu ý là trong cái tam giác mạch màu thì người ta có thể dùng được cái PTO. Như vậy trong ở cường giáp của phụ nữ có thai, bao giờ đó người phụ nữ có thai thì ba tam giác mạch màu tức là 3 tháng đầu người ta dùng PTO, nhưng mà 6 tháng sau người ta dùng Methimazole. Nó cũng độc tính trên gan và cũng được dùng trong cái cơn bạo giáp. Và đặc biệt là dùng PTO này dùng liều rất là cao, dùng liều có thể lên đến 600mg trên một ngày, như vậy là có thể dùng đến 12 viên, nên liều rất là cao. Và đây là một số thuốc, ví dụ như là Thiamazole, tức là Thiazone hoặc là Methimazole hoặc là MMI. Thì thuốc này nó có một đặc ưu điểm là nó có tác dụng kéo dài từ 12 giờ cho đến 24 giờ, cho nên mình có thể mình dùng một lần trong một ngày đó. Và cái hàm lượng này, cái viên này là 5mg, cho nên liều ban đầu mình dùng từ 20 cho đến 20mg, tức là dùng từ 2 cho đến 4 viên này ngày. Thuốc này có tác dụng mạnh gấp 10 lần so với lại nhóm PTO và có tác dụng kéo dài, cho nên mình phải dùng, phải ưu tiên nó, hiện nay là người ta rất là ưu tiên. Rồi nhóm thứ hai là nhóm PTO, tức là Propionthiazoxin. Thì nhóm này có tác dụng ngắn, cho nên dùng một ngày phải dùng 2 đến 3 lần. Và liều ban đầu là 50 đến 150, mình nhân 3 lần trên ngày là các anh thấy quá cao không? Có thể dùng lên đến 600mg. Rồi khi về bệnh giáp thì giảm liều còn 50 đến 100, tức là dùng 1 đến 2 viên mà vẫn phải dùng là 2 đến 3 lần trong ngày. Nó khác với lại cái Methimazole, tức là dùng chỉ một lần trong ngày thôi. Và cái liều nó cũng tùy khác nhau, tùy theo mỗi người và cũng như cái mức độ đáp ứng cũng như cái hiệu quả của thuốc, do mình chọn lựa, nó mà tùy theo mình. Rồi đây là một cái bảng so sánh cái thuốc nhóm Thiazone và nhóm PTO. Thì thời gian đáp ứng của cái thêm Methimazole là nó nhanh, còn bên này nó chậm hơn. Và thời gian bán hủy cái này là dài hơn, cho nên người ta có thể dùng một lần trong ngày, còn thời gian đây là có bán hủy rất là ngắn, cho nên người ta dùng 2-3 lần. Và liều ban đầu á, do liều là từ 10 đến 20mg, còn đây là dùng cũng vậy, từ 1 đến 2 viên hoặc là 3 viên, nhưng mà dùng phải 3 lần. Rồi cái tác dụng phụ như thế nào? Tác dụng phụ của Methimazole là nhóm là hiếm, vàng da ứ mặt, có thể có vàng da ứ mặt hoặc có giảm bạch cầu hạ. Còn cái PTO này á, là nó có cái độc tính, nó sẽ gây hoại tử tế bào gan, rồi giảm bạch cầu hạt nặng. Rồi có thể là cái này nó không liên quan đến liều. Cái Methimazole này khi dùng liều cao thì nó mới có tác dụng phụ nhiều thôi, chứ còn cái PTO này có thể là dùng liều thấp nó vẫn có tác dụng phụ. Và cũng vì là cái nhóm Thiazone này nó có tác dụng kéo dài và cái thời gian hóa hủy nó kéo dài, cho nên người ta điều trị bệnh nhân mà dễ điều trị hơn, mà uống một lần dễ hơn là bên nào uống từ 2 đến 3 lần, cho nên cái tuân thủ điều trị bên này khó hơn. Đây là cái sơ đồ, người cho thấy rằng Thiazone nó gây cái bình giáp nhanh hơn, nó nằm trên cái đường này. Và nó tới đây khi mà nó bình giáp rồi ấy, thì nó sẽ đi một cái đường thẳng đó. Rồi bây giờ mình theo dõi điều trị. Thì theo dõi trước khi dùng thuốc kháng giáp cộng hợp thì các em phải lưu ý là mình phải xét nghiệm bệnh nhân, thử công thức máu, mình coi thử
tụi bạch cầu hạng như thế nào, mình sinh hóa máu mình kiểm tra cái mang gan như thế nào, mình coi thử bilirubin, tại vì đây là những biến chứng về giảm bạch cầu hạc, mắc bạch cầu hạc cũng như là viêm gan nhiễm độc cũng như là vàng da tắc mặt, cho nên mình phải làm cái xét nghiệm này. Thì trong quá trình điều trị mình cũng phải theo dõi về công thức máu, ngoài cái ST4 TSH ra thì mình phải làm công thức máu, làm mang gan. Nếu mà bệnh nhân nó sốt, có đau họng, có vàng da hoặc là đó, có đau bụng, đây là những biến chứng về gan và trên máu thì mình phải dùng. Sau khi dùng thuốc kháng giáp tổng hợp thì mình cũng như vậy, mình cũng thử công thức máu, mình qua tới bạch cầu, mang gan, bilirubin và theo đặc biệt là theo dõi ST4, ST3 sau một tháng. Sau khi một tháng mình dò liều xong thì mình sẽ cho xét nghiệm ST4 TSH để mình chỉnh liều cho nó phù hợp. Ngoài cái xét nghiệm ra thì mình cũng phải theo dõi về cái gì quan trọng, cái lâm sàng nữa. Ví dụ như bệnh nhân có tăng cân hay không, bệnh nhân có giảm hồi hộp mạch ngực hay không, mạch của bệnh nhân có giảm hay không đó, mình cái đó mình cũng theo dõi. Bệnh nhân có ăn ít lại không, rồi sau đó mình xét nghiệm cái ST4 TSH này, ST4 và ST3 này sau mỗi 2 tháng, tức là lần đầu xét nghiệm 1 tháng, lần sau là 2 tháng. Rồi sau khi mà mình giáp thì mình 3 tháng mình kiểm tra lại. Lưu ý một điều là không được cắt thuốc kháng giáp tổng hợp mà phải giảm liều dần dần. Ví dụ bây giờ tấn công mình dùng liều là 8 viên, sau đó mình giảm liều xuống, khi mà qua giai đoạn duy trì rồi thì mình giảm liều xuống có thể còn 5 viên, 4 viên, rồi sau đó mình duy trì tiếp, mình giảm xuống liều còn 2 viên, rồi sau đó mình mới cắt thuốc, không được cắt đột ngột. Và sau khi ngưng thuốc kháng giáp tổng hợp thì phải kiểm tra chức năng giáp mỗi năm, tức là các em phải kiểm tra thường xuyên, dù là bệnh nhân không có triệu chứng thì nhưng mà một năm mình phải đi kiểm tra một lần để coi thử cái ST4 và TSH. Tại vì có những trường hợp mà cường giáp như thế nào, cường giáp dưới lâm sàng, tức là cường giáp cận lâm sàng đó, thì đó là cũng là một cái vấn đề cho nó mình phải kiểm tra. Là lưu ý là trước khi ngưng thuốc kháng giáp tổng hợp, trước khi kết thúc điều trị, tức là cắt thuốc kháng giáp tổng hợp, phải thử lại TRAB, tức là kháng thể kháng thụ thể TSH, chức năng tuyến giáp là ST4 TSH và siêu âm tuyến giáp để coi thử tuyến giáp có nhỏ hay không, qua từ cái dấu tăng sinh mạch máu có hay không. Và đây là một số tác dụng phụ của thuốc kháng giáp tổng hợp. Nhẹ thì có lupus này, rồi nặng có suy tủy này, viêm mạch máu này, hoại tử gan này, gây giảm bạch cầu hạ, rồi còn một số trường hợp nhẹ khác như đây là nổi mề đay, hội chứng Rash, rồi sốt đau khớp. Như vậy là những cái này là nhiều nhất. Khi mà có dấu hiệu nghi ngờ giảm bạch cầu hạ hoặc là mất bạch cầu hạ thì phải ngưng thuốc ngay. Bây giờ mình nói về các yếu tố dự đoán tái phát qua các nghiên cứu. Thì ví dụ như bệnh nhân có nhiễm độc giáp nặng, nhiều biến chứng thì các khả năng tái phát cao. Hoặc là khi mà mình siêu âm tuyến giáp, nếu mà tuyến giáp này có lớn hơn 80 gram thì cái khả năng tái phát cũng rất là cao. Hoặc là khi những người hút thuốc lá trước khi bệnh, trước và trong khi bị bệnh bao giờ đâu, nếu người nào hút thuốc lá thì cái khả năng tái phát cũng cao. Hoặc là khi mà mình điều trị cho bệnh nhân cái giai đoạn tấn công, mình dùng liều 60 đến 80 mg, tức là dùng từ 12 cho đến 16 viên trong giai đoạn tấn công, mình dùng 12 đến 16 viên, như vậy liều này quá cao chứng tỏ là bệnh nhân nhiễm độc giáp nặng thì khả năng tái phát cũng cao. Hoặc là khi mà xét nghiệm cái kháng thể kháng thụ thể TSH mà mình xét nghiệm 2 tháng một lần, mình thấy cái này tăng cao ngay từ đầu, nó tăng cao rồi mà sau khi mình điều trị, mình xét nghiệm trở lại, mình thấy cái này vẫn tăng cao trong thời gian kéo dài thì khả năng tái phát từ 80 đến 100%. Hoặc là trong cái siêu âm tuyến giáp thì cái hiện tượng tăng sinh mạch máu nó không giảm mà nó còn tăng lên nữa thì cái khả năng tái phát cũng rất là cao. Và tiêu chuẩn ngưng thuốc kháng giáp là điều trị đủ thời gian,
THB về bình thường. Người ta thấy rằng điều trị 12 đến 18 tháng nếu mà không hiệu quả thì người ta chuyển sang phương pháp khác, đó là phương pháp nội là yếu phóng xạ và ngoại khoa. Rồi bây giờ mình nói về thuốc kháng giáp ở phụ nữ có thai thì bệnh bao giờ đó tâm thai kỳ có giai đoạn lưu bệnh thì liều thấp thì điều có thể điều trị ngắt quãng hoặc ngưng thuốc kháng. Thuốc kháng giáp tổng hợp rồi dùng liều thấp giữ FT4 ở giới hạn trên của mức bình thường và TSH ở giới hạn thấp của mức bình thường để tránh cái nguy cơ suy giáp cho thai nhi. Và phải theo dõi chức năng giáp mỗi tháng để điều chỉnh cái liều từ thuốc methimazole. Đại methimazole này dùng 5 cáo ngược 2 và 5 cáo ngược 3. Ngoài ra đo cái TRAB ở tâm cáo ngược 1, nếu cao thì đo lại vào lúc vào tuần thứ 18 cho đến 22, tức là khoảng độ 4 tháng rưỡi cho đến 6 tháng rưỡi. Nếu cao thì đo lại ở tuần thứ 30 và 34 để dự đoán nguy cơ gây cường giáp cho thai nhi và bác trẻ sơ sinh. Còn lưu ý rằng trong giai đoạn có thai thì chống chỉ định dùng có điều trị ở phóng xạ, và trong cái phẫu thuật thì tránh phẫu thuật ở tâm cáo ngược 1 và tâm cáo ngược 3, tại vì những cái tháng này nó sẽ gây nguy cơ cường giáp cấp, xuất hiện cường giáp cấp. Tiếp theo là mình nói về cái phương pháp phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật không phải là lựa chọn đầu tiên. Đó, hồi nãy thì mình nói là các thường thường ở Mỹ thì nó thích điều trị yếu phóng xạ, còn ở châu Á và châu Âu người ta dùng điều trị nội khoa. Như vậy là trong phẫu thuật này đó là không phải là lựa chọn đầu tiên. Và tỷ lệ thành công là 98% nếu mà phẫu thuật viên có tay nghề cao. Tức là người ta tính được cắt bao nhiêu là chỗ chuẩn thì người đó là cái thành công nhất. Và lưu ý là theo hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ và hiệp hội các nhà nội tiết hạt lâm sàng Hoa Kỳ thì trước khi phẫu thuật thì bình giáp là bằng methimazole cộng thêm ức chế beta cho lugol 10 ngày trước phẫu thuật. Còn ngoài ra quan trọng nhất là người ta phải cho hydrocortisone trước và sau phẫu thuật để phòng ngừa nguy cơ suy thận khẩn cấp. Và sau phẫu thuật thì ngưng thuốc kháng giáp tổng hợp, giảm liều dạng beta và bù pháp hormone giáp khoảng 1,6 microgram trên kg trên ngày. Ngoài ra người ta phải bù thêm cái canxi cho. Bây giờ nói về chỉ định phẫu thuật của bệnh Bajerao, tuyến giáp rất lớn trên 80 gram, điều này nội khoa không hiệu quả, người ta phẫu thuật. Hoặc là trên bệnh Bajerao mà có cái hợp với nhân giáp, ví dụ như bệnh Bajerao mà có một cái nhân nghi ngờ ung thư thì người ta cũng phẫu thuật. Hoặc là những bướu giáp Bajerao mà quá lớn, mà khi quá lớn thì nó sẽ gây biến chứng là tràn ép vào thanh quản và thực quản, gây biến chứng mà khó thở là nút khó. Hoặc là có thai nhưng mà không dung nạp cái thuốc kháng giáp tổng hợp thì người ta cũng phẫu thuật, tại vì yếu phóng xạ là chống chỉ định. Hoặc là khi mà điều trị nội khoa hoặc là dùng điều trị yếu phóng xạ mà không thành công, không hiệu quả thì người ta phẫu thuật. Và lưu ý một điều, khi mà TRAB cao và có bệnh lý mắc do bệnh Bajerao trung bình hoặc nặng thì người ta cũng phải dùng phẫu thuật. Và trẻ em dưới 5 tuổi thì không được dùng thuốc kháng giáp tổng hợp, cũng như là không dùng yếu phóng xạ, cho nên cũng phải có phẫu thuật. Và có chống chỉ định tương đối, đó là bệnh lý tim phổi nặng và có thai trong tâm cáo ngược 1 và 3. Lưu ý 1 và 3 là không được mổ nha. Đây là những cái bằng chứng. Rồi, nó biến chứng trong phẫu thuật
thì nó nhiễm trùng. Suy giáp, chảy máu sơ mổ, khan tiết do đụng dây thanh rồi có tụ máu, rồi cũng có khả năng tái phát. Nếu mà mổ không dở quá, mổ mà lấy tuyến giáp quá thì tái phát hoặc là có nguyên cơ hạ canxi máu. Đây là những cái tai biến trong phẫu thuật. Đây là những nói về tổn thương thần kinh nặng hoặc tổn thương thần kinh hoặc ngược, thì có tổn thương thoáng qua, tổn thương vĩnh viễn là thấp, nhưng mà tổn thương do phẫu thuật viên là cao, tức là phẫu thuật viên cắt đụng da, cắt tuyến giáp mà đụng da thần kinh hoặc ngược. Như vậy là cái phải lựa chọn người mổ rất là rõ thì nó hiệu quả. Và đây là tỷ lệ của biến chứng. Ví dụ như biến chứng mà tổn thương thần kinh hoặc ngược thường thường dưới 1%, do bác sĩ phẫu thuật quyết định, hoặc là hạ canxi máu thoáng qua là dưới 2%, chảy máu sau phẫu thuật là 0.3 đến 1%, tử vong sau phẫu thuật thì rất là thấp, 1 đến 5 thận phần 10.000 cho đến 1 triệu hả, 10.000 đến 1 triệu. Như vậy tỷ lệ trong phẫu thuật là càng ngày là tỷ lệ càng thấp. Theo dõi sau mổ, theo khuyến cáo của Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ năm 2016 thì phải theo dõi về canxi máu, do đó phải đo canxi ong, rồi bù canxi, rồi đo chức năng tuyến giáp 4 tuần sau mổ. Như là mổ 4 tuần mình phải xét nghiệm lại cái FT4 đi ha, và đo tế khác 6 đến 8 tuần sau phẫu thuật, và mỗi năm nếu mà bình thường. Như vậy là cái FT4 và tế khác mà dù có mổ mà bệnh nhân khỏe mạnh bình thường, nhưng mà mình phải xét nghiệm. Đầu tiên là mình xét nghiệm một cái FT4, FT3 là 4-6 tuần, còn tế khác là 6-8 tuần. Và cái biến chứng suy giáp thường gặp ở phẫu thuật, do đó là phải bù là thinoxin suy giáp liều trung bình là khoảng 1-6 microgram mỗi ngày, 1-6 microgram mỗi kg mỗi ngày. Nếu một người mà khoảng 50 kg là khoảng người ta sẽ dùng khoảng độ gần một viên, nếu là viên 50-100 microgram thì dùng, có thể dùng hai viên nhỏ hoặc là dùng gần một viên lớn. Bây giờ mình nói về điều trị yếu tố phóng xạ. Thì yếu tố phóng xạ nó cũng như phẫu thuật thôi, thì nó làm phá hủy tuyến giáp, cho nên nó tự động nó sẽ làm cho cái hiện tượng nhiễm độc giáp nó giảm đi, giảm T3. Thì cái ưu điểm của yếu tố phóng xạ thì nó kiểm soát được cái cường giáp, triệu chứng của cường giáp giảm sau 4-8 tuần, hạn chế các biến chứng của phẫu thuật và tác dụng phụ của thuốc kháng giáp tổng hợp. Tức là một bệnh nhân mà có chống chỉ định về phẫu thuật, hoặc là khi mà điều trị nội khoa không hiệu quả thì mình chuyển sang phương pháp điều trị yếu tố phóng xạ. Và lưu ý rằng cái tỷ lệ dùng yếu tố phóng xạ là 10-30% suy giáp sau 2 năm điều trị, và sau đó là mỗi năm là nó sẽ có khả năng suy giáp 5% và thất bại là dưới 20%. Đó, cái phương pháp nào cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm thôi. Và biến chứng của phương pháp điều dùng yếu phóng xạ là biến chứng trước mắt đó là đau ngó thoáng qua, hoặc là đau vùng tuyến giáp, tại vì nó phá vỡ tuyến giáp cho nên nó đau vùng tuyến giáp. Rồi biến chứng lâu dài đó là biến chứng suy giáp bệnh viện. Và cái đó có một cái, nếu mà bệnh nhân mà có bị mắc bao giờ đau, nếu mà dùng yếu phóng xạ thì nó sẽ nặng hơn, và khi nặng thì mình dùng corticoid thì mình điều trị. Bây giờ các nói về các chỉ định và chống chỉ định của phương pháp điều trị yếu tố phóng xạ trên bệnh nhân bao giờ đau, thì chỉ định ở Bắc Mỹ lựa chọn đào tai. Ở Mỹ là người ta ưu tiên về yếu tố phóng xạ nữ trên 50 tuổi. Và khi mà điều trị nội khoa thất bại hoặc không dung nạp thuốc kháng giáp tổng hợp thì người ta dùng yếu tố phóng xạ. Hoặc là những cái trường hợp là trong những trường hợp mà chống chỉ định phẫu thuật, ví dụ như bệnh lý tim nặng hoặc là bệnh lý gan nặng thì không dùng được điều trị nội khoa, thể trạng yếu không cho phép phẫu thuật, thì người ta cũng dùng yếu tố phóng xạ. Hoặc là bệnh nhân không thích phẫu thuật, họ muốn thẩm mỹ đẹp, người ta dùng yếu tố phóng xạ. Và chống chỉ định, lưu ý chống chỉ định của rai đó là có thai không được dùng. Bệnh nhân là nữ nên cho con bú là không được dùng, trẻ em dưới 5 tuổi
và cái cơn cường giáp nặng mà không kiểm soát được và mình không được dùng, mình phải kiểm soát được nó, đưa về bình giá phản hồi là mình dùng tới, cũng không sợ. Thì cũng tương tự như các phương pháp điều trị phẫu thuật, thì trước khi điều trị ra thì mình phải điều trị nội khoa, thì mình phải dùng chặn beta để giảm các triệu chứng của cường giáp, nhiễm độc giáp, hoặc là dùng methimazole và ngưng 2-3 ngày trước khi dùng dụng cụ phóng xạ. Và sau khi phẫu thuật thì mình có thể dùng lại 3-7 ngày và sau đó mình giảm liều dần và mình cắt hẳn. Vì cái chống di định là dùng ở bệnh nhân có thai, cho nên trước khi dùng phương pháp này mình phải thử HCG liên quan tới bệnh nhân có bầu hay không. Bây giờ mình theo dõi như thế nào? Thử FT4 TH sau khi dùng nó phóng xạ 1-2 tháng, sau đó là 4-6 tháng mình thử lần. Nếu mà cường giáp vẫn tồn tại sau 6 tháng thì mình có thể dùng yếu phóng xạ lần 2. Nếu mà đang bị có thai thì nên trì hoãn từ 4-6 tháng. Lưu ý rằng bệnh mắc hoặc là có, hoặc nó sẽ nặng hơn khi dùng rai hoặc là dùng thuốc lá. Ví dụ thì trong các phương pháp điều trị thì không có chỉ định điều trị nào là lý tưởng cho mọi trường hợp. Như vậy là cái phương pháp rồi cái cách điều trị nó tùy thuộc vào mỗi cá thể. Cái dụng thứ hai đó là sử dụng thuốc methimazole cho tất cả các trường hợp bao giờ đâu. Lưu ý là ưu tiên dùng methimazole trừ trường hợp là tam cá nguyệt mộc, tức là 3 tháng đầu thôi kì, còn tất cả các giai đoạn mình dùng được. Thứ ba nữa là theo dõi công thức máu mangan bilirubin trước khi điều trị với methimazole. Chỉ ngừng methimazole khi điều trị đủ thời gian, cũng như là cái TH, TRB về bình thường. Các giáp trộn có biến chứng tương tự như các giáp bóng vàng nhưng tỷ lệ khỏi cao hơn với tái phát. Như vậy là người ta thường phải cắt giáp toàn phần là tốt hơn bóng vàng, tại vì các giáp toàn phần bóng vàng khả năng suy giáp cũng xảy ra. Nếu trong bệnh vaginal có bệnh mắc trầm trọng thì phẫu thuật hoặc rai kết hợp với lợi dụng điều trị corticoid để giảm các biến chứng của bệnh mắc vaginal. Người ta trước đây người ta cho rằng roi này sẽ làm tăng nguy cơ ung thư điều trị cái bệnh bao giờ đâu, nhưng mà người ta thấy rằng roi không làm tăng nguy cơ ung thư khi mà điều trị của bệnh bao giờ đâu. Đây là cái bằng chứng. Hướng dẫn bệnh nhân cẩn thận trước và sau điều trị roi. Rồi bây giờ là xong bài điều trị cường giáp, mình sẽ tiếp theo mình học bài điều trị suy giáp.